Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống nước ta và nén rãnh áp thấp xuống phía Nam. Dự báo trong hôm nay, khối không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ. Từ đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh, nên mưa dông sẽ lại gia tăng, tập trung ở phía đông của dãy Hoàng Liên Sơn. Mưa dông trong giai đoạn chuyển mùa thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh. Nên nhiệt độ trong ngày mai tại các tỉnh thành thuộc khu vực Đông Bắc Bộ sẽ giảm với tiết trời se se lạnh về đêm. Còn ban ngày sẽ là trạng thái thời tiết mát mẻ do có mưa. Trong khi đó các tỉnh thành thuộc khu vực phía Tây thì mưa dông có xu hướng giảm. Nên nhiệt độ trưa chiều tại khu vực sẽ có xu hướng gia tăng trở lại với cao nhất ngày dao động trong ngưỡng từ 27-30 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Ở vịnh Bắc Bộ có gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, phía đông khu vực Bắc, Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2-3 mét. Từ ngày 10 tháng 4, trời giảm mưa, ban ngày có nắng nhưng chưa nắng nóng. Tuy nhiên đến ngày 13 tháng 4, một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống, thời tiết sẽ lại chuyển mưa rào và dông chảy rải rác. Với các tỉnh thành miền Trung, các đợt không khí lạnh tăng cường trong thời điểm này thường chỉ ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc Trung Bộ, khiến cho trời nhiều mây có mưa rào và dông. Nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ, cao nhất chỉ ở mức từ 27-29 độ. Càng về phía Nam thì tác động của gió mùa sẽ giảm bớt, trời có nắng nên nhiệt độ cao hơn có thể đạt mức từ 32-34 độ, cảm giác oi nóng xuất hiện. Phần tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng vùng núi có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông nam cấp 3, cấp 4. Từ chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần đến cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ,
có mưa rào vài nơi, chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa. Gió đông đông nam cấp 3, cấp 4. Từ chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần đến cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.